tập viên Việt Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16 giờ 30 phút chiều thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An và được sự tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm khớp là một bệnh lý thường gặp và có thể dẫn đến biến chứng tàn phế nếu như không được phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời. Đồng thời, khi mắc bệnh viêm khớp thì cũng làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khác như tim mạch, loãng xương, và bệnh này thường phát triển mạnh vào thời tiết lạnh. Trong chương trình Sức khỏe của bạn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh viêm khớp với sự tham gia tư vấn của bác sĩ, thạc sĩ Phan Xuân Sĩ, trưởng khoa nội A, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ngay từ bây giờ, quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại về cho chương trình theo số 038-6262-999 đang hiện trên màn hình. Xin chào bác sĩ Phan Xuân Sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia trong chương trình của chúng tôi. Xin được hỏi bác sĩ là bệnh viêm khớp thì thường có bao nhiêu loại ạ? Thực ra thì bệnh viêm khớp có rất nhiều loại, có thể là kể ra hàng trăm loại, nhưng mà để cho quý vị và các bạn dễ hiểu thì tôi chia bệnh viêm khớp làm hai nhóm. Tức là bệnh viêm khớp, một là viêm khớp không nhiễm khuẩn. Thì trong cái nhóm viêm khớp không nhiễm khuẩn gồm có viêm khớp không đặc hiệu, gồm có viêm khớp mạn tính, dạng viêm đa khớp dạng thấp, viêm cuộc sống dĩ khớp, một số bệnh khớp do viêm mạn tính thiếu niên, viêm khớp không nhiễm khuẩn còn có thể là do bệnh chuyển hóa như là bệnh gút, các bệnh thoái khớp, viêm khớp không nhiễm khuẩn trong một số bệnh do các biểu hiện của các bệnh khác như bị viêm gan, bệnh ung thư và một số bệnh toàn thân khác. Trong nhóm viêm khớp nhiễm khuẩn thì có viêm khớp do tụ cầu, viêm khớp do lậu cầu, viêm khớp do lao và một số cái vi khuẩn không đặc hiệu khác. Thì trong viêm khớp nhiễm khuẩn chủ yếu là do có thể là cơ thể suy kiệt, hoặc là một số tác hại, tác nhân viêm khớp nhiễm khuẩn là do nhân viên y tế gây ra, thường nay gặp rất nhiều do tiêm khớp không đúng cách. Vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là các cái triệu chứng khi bị bệnh viêm khớp như thế nào, và nếu như chúng ta không điều trị sớm thì có thể dẫn đến những cái biến chứng gì ạ? Thì trong bệnh viêm khớp thì chủ yếu gặp ở hai giai đoạn. Giai đoạn biểu hiện bệnh tiến triển thì thường thường bệnh nhân sưng, nóng, đỏ, đau một hoặc nhiều khớp, vận động rất đau và hạn chế vận động. Có thể tràn dịch khớp và kèm theo biểu hiện toàn thân sốt cao, rét run, mệt mỏi, ăn uống kém. Còn trong giai đoạn muộn thì bệnh nhân biểu hiện chủ yếu là đau khớp và có biến dạng khớp, lệch trục, rồi dính khớp, teo cơ quanh khớp, và có thể dẫn đến đau, những biểu hiện đau do loãng xương. Nếu bệnh nhân biến dạng ở các chi, biến dạng khớp ở các chi trên thì có thể gây ra giảm cái khả năng lao động. Còn nếu bệnh nhân biến dạng khớp ở các chi dưới hoặc dính khớp ở chi dưới thì gây ra giảm khả năng vận động. Nếu bệnh nhân mà tổn thương các khớp mạn tính ở cuộc sống thì có thể dẫn đến phù vẹo, và những biến chứng này có thể gây ra bệnh nhân suy kiệt, rồi có thể nằm liệt giường và có thể dần dần suy kiệt, dẫn có thể dẫn đến tử vong do các biến chứng do nằm lâu. Vâng ạ, như vậy có thể thấy rằng là bệnh viêm khớp thì rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không phát hiện sớm và có phương pháp điều trị một cách khoa học và hợp lý ạ. Xin được cảm ơn những thông tin của bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 vào chiều thứ bảy hàng tuần. Quý vị quan tâm hãy gọi điện thoại về cho chương trình theo số 038-6262-999 để được bác sĩ tư vấn và giải đáp. Và bây giờ thì chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình theo đường bưu điện hoặc là qua email của chương trình sức khỏe của bạn ntv@gmail.com. Tôi 55 tuổi, bị đau hai cánh tay, đi khám chuyên khoa, chụp khớp vai, cổ và sống lưng, làm xét nghiệm máu.
Bác sĩ chẩn đoán là viêm đa khớp. Tôi muốn hỏi, viêm đa khớp có phải là bệnh mãn tính không? Cách phòng và chữa như thế nào? Câu hỏi này của bác Phạm Văn Tử ở Đô Thanh Yên Thanh ạ. Xin mời bác sĩ tư vấn ạ. Bệnh của bác có viêm đau ở vai và cánh tay là chủ yếu. Thì thực ra có lẽ là theo bác sĩ nghĩ đến, có lẽ là bệnh do thoái hóa cột sống cổ mà gây nên. Thì do cuộc sống cổ bị thoái hóa nên địa điểm chèn ép vào cái bó dây thần kinh, chèn ép thần kinh đâm rối cánh tay và gây ra đau dọc theo cổ và lan xuống hai bên cánh tay. Nên thực ra là chẩn đoán phải là chẩn đoán thoái hóa cột sống cổ. Nhưng để chẩn đoán xác định chắc chắn hơn thì bác phải đi đến khám chụp cổng hưởng từ ở nơi các cơ sở y tế có cổng hưởng từ thì người ta chẩn đoán rõ hơn cho bác. Bởi vì chụp phim X quang thường của sống cổ chỉ thấy hình ảnh thoái hóa nhưng không rõ là có bị chèn ép thần kinh hay không. Cho nên để chẩn đoán rõ hơn đối với bệnh của bác thì bác phải đến cơ sở có y tế để chụp cộng hưởng từ, và lúc đấy bác sẽ có một cái chẩn đoán chắc chính xác hơn để có thể điều trị được đúng cách hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp theo thì là câu hỏi nữa của một khán thính giả đã gửi về. Tôi năm nay 40 tuổi, cách đây khoảng 3 tháng khi ngủ dậy thì tôi bị đau nhức ở khớp giữa ngón tay áp út bàn tay trái và cổ tay phải. Khi tôi nắm thì càng đau hơn. Từ đó khi trời lạnh sang nóng hoặc ngược lại thì tôi bị đau nhức ở những chỗ đó. Không biết có phải là triệu chứng viêm khớp dạng thấp hay không? Tôi nên đi khám ở đâu để kiểm tra chính xác bệnh? Xin bác sĩ tư vấn ạ. Câu hỏi này của chị Trương Thanh Thủy ở Diễn Châu ạ. Bệnh của bác thì chỉ biểu hiện ở một chỗ ở bàn ngón tay. Và thực ra thì nếu đúng tiêu chuẩn thì bệnh của bác chưa đủ. Cái triệu chứng bác nêu chưa đủ để chẩn đoán là một cái viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp phải viêm ít nhất là 3 trong 14 vị trí của cơ thể và kéo dài phải 6 tuần, ít nhất là 6 tuần. Thì bệnh của bác theo bác suy nghĩ có lẽ là do tổn thương ở cái vùng bàn tay, có thể là do một cái gân nào đó bị chèn ép hoặc là bị viêm. Nó mất cảm với yếu tố lạnh có thể gây ra đau về lúc gặp trời trở lạnh. Còn trong trường hợp bệnh viêm khớp mạn tính mà viêm đa khớp dạng thấp ấy, thì nó thường tiến triển rất kéo dài, bị nhiều khớp, nhiều cơ quan và thường là phải điều trị dùng thuốc chống viêm giảm đau kéo dài thì mới ổn được. Cho nên theo bác sĩ thì bác nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để khám để có được cái chẩn đoán chính xác hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ và thưa quý vị khán thính giả, trong lúc trao đổi thì chúng tôi đã kết nối được với một quý vị khán thính giả gọi về chương trình, đó là anh Dũng ở thành phố Vinh ạ. Alo. Vâng ạ, đây tôi ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ. Vâng ạ. Vâng, anh có thể nêu câu hỏi của mình để được bác sĩ tư vấn là những cái vấn đề anh đang quan tâm là gì ạ? Xin mời vâng, anh ạ. Vâng, chào bác sĩ ạ. Chào anh. Bác sĩ cho tôi hỏi cái là tôi có con trai, lúc là nó cháu 6 tuổi đấy. Đi khám thì ở bệnh viện Nhi Nghệ An thì bác sĩ ở đấy bảo là xét nghiệm thì bảo là hồi chứng bạch câu ạ. Thì sau đó là có uống thuốc ạ, nhưng mà uống thuốc một thời gian, bây giờ con đôi thỉnh thoảng là chân nó cảm giác là nó thấy nóng chân, nó thấy rửa chân. Vâng. Có nghĩa là nó đi về cái nó rửa chân mà thỉnh thoảng với cái thay đổi thời tiết đôi khi nó có hiện tượng hơi thâm thâm kiểu đen đen ấy, có vẻ là hơi sưng. Thì có phải đó có phải là bệnh viêm khớp ạ? Mà phương pháp chữa trị như thế nào ạ? Theo bác sĩ thì có lẽ là cháu bị cái hội chứng bạch cầu thì đấy, hai cái có lẽ cách biệt nhau chứ không liên quan đến hội chứng bạch cầu. Vâng ạ. Nhưng mà cháu bị viêm ở cái khớp ngón chân. Vâng ạ. Thì cái đấy có thể là một cái viêm khớp ngón chân mà ở trẻ em thôi chứ không hẳn là liên quan đến hội chứng bạch cầu. Vâng ạ. Hội chứng bạch cầu thì nó biểu hiện toàn thân và nó biểu hiện có những biểu hiện khác. Vâng ạ. Thì có lẽ để chính xác hơn thì anh nên đưa cháu khám lại ở cơ sở bệnh viện Nhi. Vâng ạ. Vì ở đó thì người ta chuyên khoa nhi hơn. Vâng ạ. Thì người ta xác định lại cái bệnh bạch cầu đó và xác định lại cái chân cho cháu. Vâng ạ. Thì hiện tại thì một triệu chứng ở ngón chân của cháu thì bác sĩ có thể cũng chưa trả lời chắc chắn cho anh được. Vâng ạ. Đó. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh đã gọi về cái chương trình ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với bác Nguyễn Văn Anh ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ạ. Xin chào bác Anh ạ. Vâng. Dạ, chào bác. Vâng, xin mời bác nếu câu hỏi của bác để được bác sĩ tư vấn ạ. Bác sĩ ơi, cho hỏi vì gì đó là tối đau ở chỗ cái khớp đầu gối á, là khoảng cỡ 3 năm nay rồi mà đi khám người ta bảo viêm khớp.
nhưng mà vừa rồi đấy tôi uống toàn cỡ 8 hộp tấm binh rồi nhưng mà vẫn thấy không đỡ. Dạ. Bây giờ gọi là nhờ bác là cho tư vấn cho tôi đi khám một nơi nào thì chính xác nhất. Xin hỏi là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 56 tuổi ạ. Năm 56 tuổi. Thế khớp của bác là chỉ đau có viêm không ạ? À, bà là đi đi người ta nó bảo là viêm nhưng mà thực tế là không được ạ. Nó có sưng nóng đỏ đau lên không ạ? Vâng. Nó có sưng nóng đỏ đau không ạ? Có, là bà là ở cái chỗ đầu gối là nó sưng lên và là có đỏ đó. Chỉ một khớp phải không ạ? Vâng. Vâng. Thì có lẽ là bác đau khớp này lâu rồi ạ? Đau không được 3 năm ạ. Theo bác sĩ có lẽ là bác bị thoái hóa khớp gối. Và bác nên chụp phim đến cơ sở, có lẽ bây giờ hiện tại là bệnh viện tỉnh Nghệ An đã có cái khoa khớp riêng. Vâng. Và làm triển khai thủ thuật nội soi và chụp X quang và xét nghiệm cho bác. Và trong lúc nội soi hoặc là xét nghiệm thì người ta định xác định là chắc chắn là bệnh của bác có lẽ là bệnh thoái hóa khớp. Và sẽ có một số thuốc chuyên biệt. Ngoài những cái thuốc mà điều trị triệu chứng cho bác rồi thì chuyên khoa khớp người ta sẽ có một số thuốc điều trị cơ bản để hạn chế cái đau lâu dài cho bác và cái khớp đấy ngừng cái quá trình thoái hóa lại để giúp bác vận động và lao động được tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ. Và lý do tôi đã khám ở tại bác sĩ thì người ta có nói rằng là viêm khớp chứ còn đây người ta cũng xác định là viêm khớp gì cả. Cho nên hôm nay tôi nhờ bác sĩ là để vâng. Được cái bệnh của mình. Vâng. Tôi cảm ơn chương trình và cũng cảm ơn là các bác sĩ đã tư vấn cho tôi ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác đã gọi về cho chương trình ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với anh Tuấn ở huyện Nghĩa Đan, tỉnh Nghệ An gọi về cho chương trình ạ. Xin chào anh Tuấn ạ. Vâng, chào ạ. Vâng, chào anh. Anh có thể nêu cái câu hỏi của mình cho bác sĩ được bác sĩ tư vấn ạ. Anh hãy nêu thật cụ thể các cái triệu chứng cũng như là cái bệnh tình của mình để bác sĩ có thể tư vấn một cách chính xác nhất cho anh ạ. Xin mời anh ạ. Vâng. Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Vâng, chào bác. Vâng, tôi là ở Nghệ An nhưng mà vừa rồi là tôi bị đã bị mạch máu não. Bây giờ tôi đã bị chứng là đau cung cấp phổi bên phải nha bác sĩ ạ. Vâng. Bác sĩ tư vấn nên đi cuộc gì? Tôi giờ bác có đi lại được không ạ? Vâng. Tôi tưởng đây là bị tái biến mạch máu não. Giờ có đi lại được không bác? Chưa, là bị đau cái khớp gối bên phải bác kia ạ. Giờ bác có đi lại được không? Sau khi tai biến bác có đi lại được không ạ? Còn đi lại được, nhưng mà khó bước. Vâng. Ừ. Thế là bây giờ đau ở khớp bên bên liệt hay không bên liệt ạ? Bên không liệt ạ? Khớp gối bên phải mà đóng là làm sao như kiểu mà có cắt thở đóng ạ. Dạ đúng ạ. Thì đây là một biểu hiện của bệnh như bác sĩ vừa gọi anh bệnh nhân trước ấy, thì đấy cũng là một trường hợp thoái khớp. Thì thường thường khớp bị đau kéo dài và nghỉ ngơi thì đỡ. Và đi lại có tiếng lạo xạo, lục cục. Có thể là có nhiều dấu hiệu kẹt khớp, tức là nhiều lúc có thể là vận động rất là khó. Thì thường thường thì thủ thuật mới bây giờ thì có thể là dùng thuốc điều trị triệu chứng và điều trị cơ bản cho bác. Nếu điều trị không đỡ thì có thể là người ta vào phẫu thuật nội soi để cải thiện cái chức năng của khớp gối cho bác. Còn nếu không, nếu phẫu thuật nội soi không tốt hơn nữa thì có thể là phẫu thuật thay khớp. Nếu mà tiên tiến hiện đại hơn mà áp dụng kỹ thuật tốt hơn thì có thể thay khớp cho bác. Thì trong những cái phương pháp đó thì có thể bác điều trị từ thấp đến cao. Và nên đến chuyên khoa để khám thì các chuyên gia người ta sẽ đánh giá là bác cần phải điều trị nội khoa hay là phẫu thuật nội soi hoặc là thay khớp, thì tùy vào từng mức độ cụ thể thì các chuyên gia sẽ đánh giá cho bác và điều trị cho bác. Vâng, bác nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Nghe rõ, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình. Vâng, xin được cảm ơn bác ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với khán thính giả tên Lường ở huyện Quỳnh Lưu đã gọi về cái chương trình ạ. Alo. Vâng, em chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh ạ. Xin mời anh nêu câu hỏi để được bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn cho em hỏi là em có một bà mẹ năm nay 55 hoặc 58 tuổi gì đó, em không rõ lắm. Vâng. Vì mẹ bên vợ ấy. Vì bà ở xa nên em cũng thường xuyên ít chứ vào nên cũng không được biết rõ. Bà bị mắc cái bệnh
bệnh gì, tức là bây giờ chưa đi khám mà chưa điều trị gì cả, tức là nó sưng ở trên cái đầu gối ấy. Vâng. À mà giờ thì bằng cách nào thì tốt nhất ạ? Tức là đi khám hay đi khám mà là chụp X quang hay là siêu âm ạ? Tốt nhất là bác phải đi khám bác sĩ chuyên khoa. Phải đưa bác đi khám chuyên khoa. Và bác sĩ chuyên khoa sẽ cho những lời khuyên cụ thể. Nhưng mà trong giai đoạn đầu thì người ta thường là dùng thuốc giảm đau chống viêm cho bà. Sau đó thì nếu mà tùy từng nguyên nhân cụ thể, chẳng hạn nếu nhiễm khuẩn thì bác sĩ người ta sẽ lấy dịch, người ta xét nghiệm, người ta điều trị theo phương pháp nhiễm khuẩn. Còn nếu mà thoái khớp hoặc là viêm khớp thì sẽ có những biện pháp tùy từng tình huống cụ thể. Nhưng mà nếu ở những vùng sâu vùng xa thì có thể biện pháp ban đầu là triệu chứng cho bệnh nhân, tức là có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm cho bệnh nhân. Sưng bị sưng lên rồi mà kiểu ba đi là nhắc rồi. Vâng. Kiểu đi bị cả nhắc ấy. Vâng. Vâng. Thường ba ở khớp gối thì nếu mà nó không diễn biến nặng mà chỉ sưng lên thì thường bà đấy là thường gặp là cái tràn dịch khớp gối. Và thường đến cơ sở các bệnh viện có chuyên khoa thì người ta sẽ rút dịch và điều trị, có những biện pháp điều trị để hết dịch cho khớp gối trở lại vận động bình thường. Vâng ạ, em cảm ơn bác kia. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi về chương trình ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối điện thoại với bác Quẩy gọi về từ Hà Nội ạ. Xin chào bác Quẩy ạ. Vâng. Chào bác. Xin mời bác nêu cái câu hỏi của mình để được bác sĩ tư vấn ạ. Dạ vâng, câu hỏi của tôi là thế này à. Tôi đấy, vợ tôi được học thịt quẩy, năm nay 68 tuổi, bị đau cái đầu gối phải. Đầu gối phải hơi bị sưng. Hơi bị sưng. Đi bộ thì được, đi bộ là buổi sáng vẫn đi được 3-4 cây số. Dạ. Nhưng mà ngồi xuống và đứng dậy, đứng lên rất khó. Dạ. Thế bây giờ không biết là cái đấy là như bệnh khớp, thuốc thì nên uống thuốc gì? Cho tư vấn cho một chút. Bệnh của bác thì là theo như bác kể thì biểu hiện một cái biểu hiện mãn tính của tuổi già. Thì đây là biểu hiện của thoái hóa khớp gối. Thì nó thường là nó đau khi vận động và nghỉ ngơi thì đỡ, và thứ hai là có thể dấu hiệu kẹt khớp, tức là khi bác ngồi xuống ấy, thì những cái đầu xương nó không phẳng nữa, nó lại gây rất khó đứng dậy khi nó bị trà đi, nó đã ra nó va chạm vào nhau và rất khó vận động khi ngồi xuống. Thì thường bệnh này thì nếu mà đau nhiều thì có thể dùng một ít thuốc giảm đau chống viêm, rồi có thể dùng các thuốc chống thoái hóa như glucosamine. Thế còn nên đi bộ kéo dài vận động thì tùy theo sức của bác, tức là bác có thể vận động tùy theo sức, tức là đi nào đau thấy đau thì dừng lại. Còn một thứ thuốc nữa. Sáng nào cũng đi bộ lên bây giờ. Dạ. Còn nên đi được không? Theo bác sĩ là vẫn vận động, vẫn nên đi ạ. Đi ở trong cái mức mình có thể chấp nhận được. Dạ vâng. Và dùng thuốc thì có thể dùng thuốc glucosamine sunfat kéo dài. Và có thể giá. Uống gì ạ? Glucosamine sunfat kéo dài. Uống kéo dài. Vâng. Có thể dùng thêm thuốc trong cái nhóm ức chế chế interleukin salkin 1, tức là cái thuốc đấy thì thực ra là nó là chuyên khoa nên bác có lẽ bác nói qua để bác biết, chứ thực ra thì để bác ghi được mua được là rất khó. Dạ vâng. Còn vận động thì theo bác sĩ thì bác vận động trong cái giới hạn mà mình có thể chấp nhận được, mình có thể chịu đựng được. Dạ vâng. Còn nếu bác muốn tốt hơn thì có lẽ bác nên đi khám chuyên khoa để họ có thể là tư vấn cách điều trị và dùng thuốc bác tốt hơn. Có nhiều cách để có thể phẫu thuật, có thể là nội soi, có thể là dùng thuốc. Vâng. Bác Quẩy nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Dạ có. Vâng ạ, rồi ạ, xin được cảm ơn bác. Dạ. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được kết nối với bác Trần Thị Hưng ở Đức Thọ, Hà Tĩnh ạ. Xin chào bác Hưng ạ. Vâng ạ, chào chương trình, chào bác sĩ. Vâng, chào bác. Xin mời bác nêu cái câu hỏi của mình để được bác sĩ tư vấn ạ. Bác hãy nêu thật cụ thể các cái triệu chứng thì bác sĩ có thể tư vấn được một cách chính xác nhất ạ. Xin mời bác ạ. Vâng ạ, tôi năm nay là 65 tuổi mà khi mà tôi đứng dậy thì hoặc tôi ngồi xuống á
thì đứng dậy là không đứng dậy được, phải bo củi rồi khi nào mới đứng dậy được. Vậy là suốt ngày mà tôi làm việc trong gia đình thì tôi là nó nhức đau to đau vướng có được, mà sáng mai ngủ dậy thì tôi có thể dậy đi lại được bình thường. Thì như tôi hỏi chương trình ấy thì cái bệnh của tôi có chữa được không, vậy là cách chữa thì cách nào? Xin cảm ơn chương trình. Vâng, thì bệnh của bác thì phải xem xét cả nguyên nhân thần kinh, tức là phải xem xét cả cái cuộc sống thắt lưng và khớp gối. Thì có lẽ là phần nhiều ở khớp gối nhiều hơn, nhưng mà được cũng phải xem xét nguyên nhân thần kinh ở cuộc sống thắt lưng, thần kinh giao di tọa. Và nếu mà ở khớp gối thì có lẽ biểu hiện của nó là một cái việc kẹt khớp do thoái hóa tuổi già, và bệnh này có thể chữa được. Như bác sĩ đã tư vấn cho những bệnh nhân trước thì bệnh nhân có thể chữa được, có thể là nội mổ nội soi hoặc là thay khớp gối được. Và bác có thể đến cơ sở y tế, những y tế có chuyên khoa để được phẫu thuật, để được nội soi hoặc để xem xét lại cái cuộc sống thắt lưng của bác. Thì cái cuộc sống thắt lưng thì nghe cách đây 2 năm đi chụp chiếc quán thì họ bảo là thoái hóa chi ạ, hai đốt ạ. Vâng. Thì thường thường là đi một đoạn mà đi bộ một đoạn đường ra hơi khoảng 100 mét là nó tùng tùng xuống, nó khó đi lại. Nhưng mà giờ thì lấy cả hai khớp gối ngồi rồi đứng dậy thì không thể đứng được, ngồi ít thôi chứ mà ngồi lâu thì lại càng đứng dậy được. Lần trước là bác chụp đi quang thường, lần này bác nên đến cơ sở có chụp cổng hưởng tư, có chụp có nội soi khớp để chẩn đoán sâu thêm. Chẩn đoán bằng X quang thường thì mình chỉ nhìn bề ngoài của khớp và của xương thôi. Còn mình nhìn những phần mềm bên trong khớp, trong xương thì mình phải dùng chụp cộng hưởng tư. Cho nên bác nên đến cơ sở y tế chuyên khoa sâu hơn và để đánh giá rõ hơn về bệnh của bác. Thì bệnh có thể chữa được và có thể khắc phục được những cái khó khăn trong đi lại của bác. Bác Hưng nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Nghe rõ ạ. Dạ, bây giờ thì y khoa đã phát triển rất là nhiều rồi, cho nên là bác có thể là theo cái tư vấn bác sĩ để có thể là khắc phục bớt được những cái khó khăn của bác trong cái bệnh viêm khớp hiện nay ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi về chương trình ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với anh Hùng gọi về từ Buôn Mê Thuột ạ. Xin chào anh Hùng ạ. À rồi, anh có nghe rồi em ơi. Xin chào anh Hùng ạ. Rồi, có, anh có nghe. Alo. Vâng ạ. Xin mời anh Hùng nêu cái câu hỏi của mình để được bác sĩ tư vấn ạ. Em được hỏi bác sĩ là cái hiện tượng mà của em là đi khám bệnh viện thì nó nói là bị viêm đa khớp. Dạ. Mà mình uống thuốc thì cũng có kỳ nó đỡ, nhưng có kỳ nó không đỡ. Nhưng bây giờ mình đang bị cái hiện tượng là hai cánh tay trái tay phải đấy, bác sĩ. Vâng. Nó hiện tượng là rất hay bị tê. Vâng. Đấy. Mà bây giờ này muốn hỏi bác sĩ xem đấy là hiện tượng của viêm khớp hay là đốt sống cổ hay như thế nào, bác sĩ tư vấn luôn. Thì nếu mà dựa theo những biểu hiện của anh đã nêu trước, tức là anh đã bị viêm khớp dạng thấp. Dạ. Tức là viêm khớp dạng thấp thì thực ra là một bệnh mà tự miễn và thường là phải điều trị bài bản đúng cách và kéo dài. Dạ. Thường là điều trị hàng năm trời và gần gần như là có thể phải duy trì thuốc. Nhưng nếu anh điều trị mà không đúng cách thì thực ra bệnh có thể tiến triển nặng thêm và có thể là có những cái biểu hiện đau tê mỏi cánh tay. Đau tê mỏi hai cánh tay. Vâng, vâng, vâng. Thì thực ra thì để xét nghiệm, tất nhiên là đau tê mỏi cánh tay thì cũng có thể là biểu hiện của cái thoái hóa cột sống cổ do chèn ép cái bo đám rối thần kinh cánh tay. Thì thực ra là có lẽ anh phải đến cơ sở để chụp lại cổng hưởng tư, phải chụp cổng hưởng tư với cuộc sống cổ để đánh giá thêm. Và thứ hai và thứ hai là anh phải điều trị đúng chuyên khoa khớp, bởi vì là điều trị bệnh viêm đa khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp là một cái quá trình điều trị phải dùng thuốc điều trị triệu chứng, và thứ hai là dùng điều trị cơ bản. Thì điều trị cơ bản là yêu cầu có nhiều thứ thuốc và uống kéo dài. Tuy nhiên là có thể là sau khi đó bệnh ổn định rất là dần lâu và mình nếu dùng thuốc đúng cách. Anh Hùng nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Dạ, có nghe rõ tư vấn rồi em ơi. Xin được cảm ơn anh đã gọi về chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, có rất là nhiều điện thoại của quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng đến đây là hết. Chúng tôi hy vọng là sẽ được tiếp tục cùng với bác sĩ tư vấn cho quý vị và các bạn trong các cái chương trình tiếp theo. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình này vào 14:15 chiều thứ hai trên sóng truyền hình NTV. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này trên trang thông tin điện tử truyền hình Nghệ An.vn hoặc trên trang web radiovietnam.vn. Quý vị quan tâm cũng có thể nghe lại chương trình này vào 7 giờ sáng Chủ nhật hoặc là 7 giờ sáng thứ năm tuần sau trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Quý vị quan tâm có thể gửi thư về cho chương trình Sức khỏe của bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, địa chỉ số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc gửi về theo email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại về số 0386299 để được đăng ký tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn bác sĩ Phan Xuân Sĩ đã đến tham gia. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chủ đề mà chúng tôi sẽ tư vấn về bệnh hiếm muộn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.